Thế ba này đi quay được trước, thanh niên không? To khỏe. Em dưới đây. Anh ơi. Không, rồi. Cầm cầm đây. Không. Anh kia. Bác thế. Đây, người đây, người đây. Phải cân nhá. Ông nào là ông kia vậy? Đấy, rồi, okay. Đấy, được rồi, đẹp rồi. Cho nó xuống, cho nó xuống, xuống. Ông ơi, ông ấy bao tuổi rồi ạ? 91. Ông quê ở đâu ạ? Đây nhà đây. Ông ở thôn nào ạ? Đây An Đào đây. An Đào, An Tiến ạ? Mỹ Đức ạ? Mỹ Đức ạ? Mỹ Đức phải Hà Nội không ông? Hà Nội ạ? Ông đâu bên nào ông ơi? Ông đâu bên nào ạ? Và bên đấy ạ? Bên Thiên Kiều đâu không? Nhảy lên đâu rồi? À đâu rồi? Bố! Ông ơi! Ông nhìn con này. Rồi ông ạ, à. Ba ơi, để chân đi. Hình như xem tên cho mình đi vào nhé. Ông có đau nhiều không? Đau nhiều. Vâng, không chịu khó nhá. Vâng, con biết đâu không, tuổi này đau lắm, chân này. Vâng, cái bệnh này toàn người già bị rồi. Cái đùi này. Bác cho bác ông cầm gừng cho bác ơi. Dạ. Lấy gừng. Không, cầm thêm cho bác ơi. Thêm gừng đi. Gừng dài nhét này không mạch, hay bò co mạch, hay khó thở tức ngực. Vâng, con là gần xong, nào không gần xong vậy ạ? Không chịu có tí ạ. Vâng, không ạ. Không chịu không làm xong xong rồi đấy. Từ giờ nó không đau ở đâu ạ. Từ bây giờ không đau nữa. Rồi bác ạ, từ từ con là... Còn từ từ bác ơi, phải cho này vào. Không là cọ sát là nát đấy. Để nó êm. Cái này cái khâu đẹp tì nẹp là quan trọng lắm đấy. Tuổi các ông là gân cơ là yếu rồi, thịt can tì thận nó kém thì cọ sát lâu ngày là nát ép ngay. Mai khỏi điều trị cái nát là còn lâu hơn là cái xương. Vâng, nét con người nét mông một mấy tháng, nét gót mấy tháng mới khỏi, đi rồi vẫn phải nét. Tế bào cũng như là phát triển kém. Còn cái dây này đây. Rồi ạ. Đầu lão à, bác ơi, không không không, bác yên tâm đi, cái đầu gối nó phải lót thật cẩn thận. Đầu gối nó có bao hoàn dịch này đấy, nó căng quá rồi, rồi. Cứng đấy, mai đau hết đầu gối này, xương đau đâu. Đây các bác nhá, nhìn cháu làm này, cách thức cháu làm thì
Có gì thì lần sau các bác làm cho cháu nhé. Đây, vị trí của ông này là cái cổ xương đùi nhá. Đấy. Bác cứ nhìn cái mấu chuyển lớn ấy. Đây này. Đấy, bác sờ đây này. Bác cha sờ đây này. Đấy, mấu chuyển lớn đây nhá. Đấy thì nằm vị trí này. Mấu chuyển lớn đây. Đây mấu chuyển bé dưới này. Thế đính bác đứng đắp nè là đúng chỗ này cho cháu nhá. Mấu chuyển lớn bác ấy đứng lên mà cái sau nào mà sờ vào đùi ấy. À, gồ nhất là đấy là mấu chuyển lớn. Mấu chuyển lớn của xương đùi. Trước khi ông ơi, đây một người dưới đây nhé, đấy dưới đây cái chức này, dưới đây cháu, đấy luôn xuống dưới này, tuyệt đối là phải hạn chế tì vào cái, đấy, cái bẹn này, thấy ông rất khó chịu, đấy, có thay lá thì luôn qua đây nhé, đấy luôn qua đây này, cho cháu. Đấy. Xong rồi. Anh luôn xuống đây là xong. Bố này thì các cụ không thể phá được, không thể chặt ra được. Đấy. Kiểu nó vòng số 8 số 8 rồi thì không thể phá được nhưng mà phải chăm thật tốt trông cụ giật ra. Rồi xong rồi. Thế là con bó cụ xong rồi nhá. Vâng vâng, cụ chịu khó kiêng khen cho con là tầm năm 10 hôm đấy, sau đó 15 hôm ông có thể ngồi dậy và một tháng ông phải kiêng tốt tập đi được rồi nhá. Ông chịu khó cho con trong vòng 7 ngày đầu ông nhá. Đấy, chịu khó, tuổi ông là cao rồi, ông chịu khó con nhá. Vâng, xong rồi. Đây là hình ảnh phim của cụ Trần Văn Kệ 92 tuổi, thì tháng trước cụ bị gãy cổ xương đùi. Đấy. Cổ xương đùi rất là mảnh xương của một chuyển lớn bong ra ngoài đây. Đường gân gầy nứt này. Đấy. Bong ra ngoài rất là nhiều. Thì hôm nay tôi xuống thì thay kiểm tra và tháo nẹp cho cụ tập đi. Đấy. Cô ơi. Hôm nay con xuống kiểm tra cho cụ và cho cụ tập đi nhá. Vâng. Cụ hôm nay là bao tuổi hả cụ ơi? 92. Vâng. 92 à? Cụ đi đâu mà gãy xương cổ đùi này? Trong nhà đi buôn mà. Vâng. Đi đâu rầm về tháng 10 âm với vâng. Tôi xem tivi xong rồi thì rồi nó khuya cho bỏ đi ra tắt đèn đi tiểu. Vâng. Và tắt đèn thì đi ngủ, thế thì ra nó vào chỗ nhà tắm cái nó trượt cho cái. Vâng. Cụ đi nằm viện bị gãy cổ đùi, cũng đi nằm viện được mấy ngày? Một tuần. Một tuần à? Cụ nằm ở viện nào hả chị ơi? Viện 3. Viện 3 à? Dạ. Chị định bác sĩ là mổ đúng không? Mổ. Nhưng mà tuổi cụ cao rồi cụ ạ. Vâng. Cụ có bóng bó cho cụ thì tầm một tháng, gần tháng là cụ tập đi được rồi. Cụ là 92 tuổi, cụ cũng khỏe lắm. Nhưng mà hôm mà cụ bị là cụ hơi sức khỏe hơi yếu cụ nhỉ? Hôm nay cụ đau, phát. Đầu gối hiện tại của cụ đã hết sưng rồi. Cái mắt cô, cái kiểu hoàn chân. Dạ, dạ. Đầu gối bây giờ hơi cứng lắm cụ. Đầu gối. Rồi, rồi. Tí con cho cụ tập đi thì con sẽ cho cụ cách phương thức tập luyện và đầu gối chết căng cứng và cụ đi là sẽ đi được, sau này sẽ đi bình thường. Con khám một tí nhá. Cụ chịu khó ăn con, cụ đau thế nào thì cụ bảo con nhá. Vâng, để con khám một tí đấy ạ. Để con khám qua con cho cụ tập đi mà. Cụ nghiêng đi ạ, cụ nghiêng đi ạ. Cụ nghĩa anh em ơi, dưới sông. Đấy. 92 tuổi rồi là phải rất là cẩn thận. Rồi. Rồi rồi. Có đau không cụ ơi? Đau. Rồi đau đau cơ rồi. Bây giờ cụ có tự ngồi được không ạ? Tự ngồi được ạ. Dạ rồi, nhà tốt rồi. Từ hôm cụ ngồi đấy không có cụ ấy đến. À cụ vẫn tự ngồi được à? Đấy tự ngồi được mấy hôm rồi chị? Một mấy tuần này.
Vâng, 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 tốt rồi. Nào, cô ơi, cô xin ít cho con nha. Em ơi, thì cân này cũng không phụ yếu và già yếu là phải cẩn thận. Xương là cam rồi nhưng phải từ từ để anh còn đi. Đầu, con sen này. Đầu gối. Rồi. Các chị ơi, một chị đứng lên em nhé. Cô đứng lên nhà này con. À, đứng lên. Đứng lên này. Chị đứng lên kia. Rồi. Cô bước đi cho con này. Cô bước này. Không bước, cứ bước mẹ, cứ bước mẹ, để bên nó bên đường này. Cứ bước mẹ, cứ bước mẹ, cứ bước nhẹ nhàng con. Rồi, 1, 2 bước rồi. Rồi, bước mẹ, đi ra kia, nái ra kia. Rồi, đi ra, cứ nhẹ nhàng con, cứ đi ạ, không sao cái gì. Khẽ đập ạ. Rồi, cứ đi vào ạ. Vâng, cứ đi ạ, con bên đường con này. Rồi. Muốn thấy các chó đi chỗ đấy cho. Rồi, không thấy thôi, đi thế được rồi. Cô đi vào cho con nhá. Xoay vào cho con, để cho anh vào. Muốn thấy chó đi chỗ đấy cho. Không nhiều vẫn phải chói cơ đi. Đi đi, cô đi đi. Rồi, anh em ở đây. Rồi, cô đi bước đi, cô bước đi. Rồi, thế thôi. Cô cố gắng con gì này, có cái đường mà. Rồi, cô ngồi nhá. Rồi, cháu cháu đứng đấy, nhấc chân cụ đấy. Chân cụ đầu đang cứng mà, nhấc nhẹ nhàng thôi. Đó, nhấc lên. Rồi, cụ ngồi cho con này. Rồi, bây giờ nhá. Bắt được lên dưới rồi con làm cái thức tập nguyện cụ nhá. Thì xương cụ đi được 21 ngày, mai 21 ngày đúng không? À, tốt rồi. Bây giờ nhá. Thì hàng ngày thì cụ vừa tập nguyện là con và tập ngồi cho con nhá. Cái thứ hai này. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, cho nó khớp gối phải cứng á. Cái thứ hai nhá. Là ngâm đun nước muối này, lá nốt, ngải cứu, cúc tần, xương sông. Đun nước muối. À đun nước lên cho ấm. Sủi ấm để ấm ấm nguội vậy, pha nước này nguội vào, pha nước náo vào, nước mưa, nước giếng được. Cảm giác của da của chân cũng cảm giác nó ấm ấm được. Cho em dùng muối vào, ngâm sáng và tối, cấm trong tầm 20 ngày thì cái đầu gối này bao giờ là hết sưng là cụ gập được bình thường, đi được bình thường. Cụ hôm nay thế này là năm 92 tuổi, bỏ 21 ngày, hôm nay 15, 45 ngày là Tết đúng không ạ? Thì 45 ngày nữa thì cụ có thể là đi lại bình thường và đi chúc Tết mà hàng xóm và con cháu rồi. Cụ đừng gái ạ. Vâng, thì hôm nay con xuống con kiểm tra cụ là sưng cụ tốt rồi, cụ có kiêng khen con tốt nhá. Nhà mừng rồi, cụ 92 tuổi rồi mà bỏ 21 ngày là cụ ngồi mà cụ tập từ 1-2 bước ra 7 bước con thể là tốt rồi. Nhớ cho các cô các bác nhé. Nhưng mà nó cao gối nó thì ngâm làm sao được? Chả thích cho bác nhá, lấy một cái xô sơn, xô sơ đổ nước vào đấy, xong cho chân của cụ vào đây, lấy khăn mặt ủ ở đây, cứ tưới nước, thầy cụ gặp chân là con, cụ nhấc đưa chân lên nè, đưa chân lên nè, đưa xuống con đấy, tốt rồi, đưa tiếp là cụ. Cụ đưa thoải mái cho con ạ, đưa đi ạ. Rồi. Dạ. Chói. Con bỏ ra cụ này, cụ khỏi cụ có mừng không? Cũng không mừng chứ nhỉ. Cụ có nằm đây chứ. Cụ mừng ạ. Vâng. Vì là bọn con làm nghề còn có rất nhiều người khỏi như cụ rồi. Thế qua cụ là cái mừng là cụ trong vòng 10 ngày đầu nó cũng không phá nẹp của con. Cụ chăm tốt và kiêng tốt, người nhà cũng chăm tốt nữa. Thì thành quả bây giờ là hiện tại là cụ khỏi rồi nhá. Nhưng mà cụ phải có ngồi dậy hay không mà có tập luyện đấy, vít tường hay là lấy nặng ấy, phải có đốt luyện khoảng một người đứng sau cụ đỡ cho cụ tập luyện nhé. Vâng, con chào cụ, chúc cụ mạnh khỏe. Vâng, năm mới thì còn Tết thì con chúc cụ mạnh khỏe nhá. Sang năm mới thì thêm một tuổi mới là cụ luôn khỏe khỏe. Cụ sống 120 tuổi nhá. Vâng, con chào ông ạ. Ông để giới thiệu về địa chỉ họ tên của ông được không ạ? Ông thì vâng, tên ông ạ. Trần Văn Kệ. Vâng ạ. Ông bị gãy cổ xương đùi này được bao nhiêu tháng vậy ạ? Đấy, từ hôm 15 tháng 10. Vâng. Thì hôm nay là mừng 4 Tết ông ạ. Được hơn 2 tháng rồi ông ạ. Hơn 2 tháng rồi. Vâng. Ông đi đâu mà bị gãy cổ xương đùi đấy ông ơi? Ngã ở trong nhà ngoài kia đi ra đi tiểu với chỗ nhà tắm hồ xí à. Vâng. Nó trơn thế là bị trượt xuống ngã. Vâng ạ. Thì hôm nay con đi nằm qua đây
Thì trước tiên là con vào con kiểm tra và chơi gia đình. Thì năm mới con chúc ông luôn mạnh khỏe. Vâng. Và năm gia đình làm ăn phát tài phát lộc ạ. Vâng, thì ông thử đi thử cho con một vài bước được không ạ? Đi không ạ. Vâng, ông đi dìu vịn ghế được không ạ? Đó. Ông năm nay hơn 90 tuổi rồi ạ. Ông dìu ghế ạ, rồi. Ông ngồi vịn tay vâng. Ghế cơ. Cái này ông vịn thì không được. Vâng, vâng, đi đây ạ, vâng. Đúng rồi. Thế. Ông ở nhà mới dám cho ông đi được một mình. Vâng. Ông ngoài tập đi này thường xuyên cho con ạ. Vâng. Vâng. Đúng rồi. Dạ. Ông đi đi ạ, ông đi vài vòng được rồi. Vâng. 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 Dạ, thế là tốt nhỉ? Ừ. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Ông ăn Tết, ông đi con một vài vòng được không ạ? Ông đi đi ạ. Vâng. Gầy cổ, phẫu thuật xương đùi. Ông mình đi nằm viện bao nhiêu ngày bác nhỉ? Đâu được mấy hôm. Mấy hôm à? Có một bác sĩ khuyên bảo không ấy thì... Vâng, vâng, thế ông đi thì tốt rồi ạ. Vâng, vâng. Thôi ông, thấy được rồi ạ. Thế là mức độ thì tốt rồi. Xong rồi quay lại, lại quay trở lại nhà thì thấy là ngày bó rồi. Vâng, vâng. Đa số là thế. Rồi thôi ông ạ, ông đi thế rồi ạ, thế là tốt lắm rồi. Ông ngồi đây con dặn về cách thức nhá, về cách thức tập luyện của ông. Vâng, thế cái đầu gối của ông nó hơi cứng, vẫn còn hơi cứng đúng không ạ? Vâng, thì ông phải có thời gian tập luyện như nhá, sáng. Vâng. Đầu gối đây là mẹ cổ chân bây giờ nó hơi cứng đúng không ạ? Đó. Đúng rồi. Tuổi ông hơn 90 tuổi rồi mà ông bị gãy cổ xương đùi này là tốt lắm rồi. Thì ông cứ hàng ngày ông tập luyện là con và một buổi sáng sớm này. Mà nắng buổi sáng thì ông ra ông ngâm nước muối mà nốt ngải cứu nhá. Sông cũng cần cho con. Vâng. Vâng, thế là tốt. Mức độ của ông là gãy cổ xương đùi mà ông hơn 2 tháng đi lại này là tốt lắm rồi. Thì năm nay ông đi ăn Tết ở nhà là ăn Tết ông có đi chơi hàng xóm không ạ? Không đi làm sao được. Vâng, bởi vì ông mới gầy cổ đùi xong thì đi lại còn yếu thì hạn chế đi lại ông nhá. Ông đi lại trong nhà thôi. Ông tập luyện cho con bình phục rồi. Cứ đi trong nhà tập thì đi. Vâng, vâng. Thế là tốt rồi. Hôm trước con bỏ ông xuống ông yếu lắm. Vâng. Vâng. Thế là ông gầy cổ đùi mà thế này là khỏi là đi lại này là cũng khá khá rồi. Thì ông tập luyện cho con một thời gian nữa là ông đi lại bình thường. Vâng, con cảm ơn ông và chúc ông luôn mạnh khỏe ông nha. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ con mừng, nhà thuốc chúng con chỉ mong có những bệnh nhân, nhiều bệnh nhân được khỏi những cụ. Đi cứu người muốn làm sao. Vâng, vâng. Bệnh nhân khỏe. Vâng, vâng. Có những người thì gầy cổ xương đùi những cụ tầm chỉ hơn 90 người ta không khỏi, nhưng con bó rất nhiều người là khỏi đi lại bình thường những cụ rồi. Và con chào ông nha. Vâng, vâng. Đây là phim của cụ Trần Văn Kệ. Cụ hơn 90 tuổi. Thì 5 tháng trước cụ về gầy cổ xương đùi thì được nhà thuốc xuống tại nhà nắn và bó cho cụ. Sau khi cụ điều trị được 21 ngày, nhà thuốc tháo ná và dìu cụ tập đi nhẹ nhàng. Thì cho nay là cụ đã khỏi được 5 tháng rồi. Thì nhà thuốc định kỳ xuống thăm khám và kiểm tra cho cụ và lấy nốt hình ảnh trong quá trình điều trị của cụ cho đến nay. Thì hiện tại cụ đã đi lại được rất là tốt rồi. Thì cụ đã hơn 90 tuổi. Với gãy xương cổ đùi được nhà thuốc điều trị sau 21 ngày cụ đã tập đi và cho đến nay là được 5 tháng thì nhà thuốc xuống lấy nốt hình ảnh và kiểm tra mức độ tiến triển của cụ. Vâng, bây giờ ông đi lại từ nhà trên nhà dưới ạ. Ở đây là nhà dưới nhau ạ.
À, trước bị ông này ở nhà trên đúng không? Cái đồ bị cái gì này đợi đi bệnh viện về như về trong nhà. À, bây giờ là ông hàng ngày ông đi nhà xuống nhà trên nhà dưới được chưa? Đi được. À, hàng ngày ông đi nhà từ nhà dưới sang nhà trên rồi. Vâng. Thì ngày trước bị cái cột xương đùi. Ông có chân vậy? Có chân bình thường nhỉ? Ông đưa ra đưa xuống, đưa vào đưa xuống lên đó. Của khớp ông đã đỡ cứng nhiều rồi, cơ đồ đã cực đỡ cứng rồi. Khớp cổ chân hàng ngày vẫn ngâm thuốc cho cháu, hàng ngày bình thường cho cháu nhá. Bây giờ ông thử đi lại cháu này, chống gậy cho cháu thử nha. Ngày trước đi bằng ghế đúng không? Bây giờ ông đi chống gậy được chưa? Gậy đi. À, ông đi chống gậy cho cháu nha. Không, gậy đi không. Bây giờ ngày có chống gậy đi. Không, đi không được gì. Đi không được. Ừ. Không được. Ông không chuyển đây cho vào trong nhà không được. Ông đi không vào cháu nha. Vâng. Vâng, từ từ vào tuổi cao rồi mà. Rồi ông đi lại nhỉ. Ông đi vài bước rồi cháu. Quay lại. Đó. Ông đi đi ạ. Rồi. Ông này chín mấy chưa ạ? Ông này chín mấy, ông đi vài một cháu vài vòng nhỉ. Ông đi tiếp rồi ông vòng nữa đấy ạ. Vâng. Để con lấy lại hình ảnh của ông mà. Thì tuổi của ông là ngày trước đi viện là không ngủ được đúng không? Rồi ông không đi quay lại đấy ạ. Được rồi ông ạ. Thế là tốt rồi. Để có thời gian, một thời gian nữa là ông đi lại được khá hơn bình thường. Thế là được rồi ông ạ. Vâng. Ông muốn thắng đi ạ. Thế là tốt rồi. Thì ở viện này trước làm viện là người ta ở mổ đúng không? Vâng. Cái tuổi ông cao ấy, ông bị viêm phế hen phế quản đúng không ạ? Bị phổi bị hen phế quản thì ông không ngủ được thì về bó trong một thời gian ông khỏi là nghĩa là tốt rồi. Thì trong quá trình ông phải hàng ngày ông tập đi lại đọc thường xuyên cho cháu nhé. Ôi trời, tôi không muốn ngồi yên đâu. Vâng, đúng không ạ? Ngồi đi lại vâng. Thì tôi lại lắm mớ vậy. Vâng. Ông cứ đi lại làm trong vườn trong nhà, ông đi ra đi làm cỏ ở vườn nhà đã. Vâng, vâng. Nhà tốt rồi. Ông đi trên nhà trên nhà dưới rồi ông đi trên hàng xóm ăn kia ạ? Không, không đi hàng xóm. À, ông chỉ đi quanh quanh nhà. Xóm là có đưa gì thì cái gì là còn không đi không có ra khỏi nó. Vâng. Vì tuổi ông cao rồi đi ra ngay trong nhà được rồi. Vì tuổi ông là hơn 90 rồi. Mà bó cái ông thì trong thời gian là khỏi rồi là tốt rồi. Hàng ngày ông đi cứ lên nhà dưới trên nhà dưới bình thường chưa? Cũng bình thường đấy thôi. Vâng. Thường từ ngày tôi có nghĩ khi tôi về trong này ngày từ hôm mùng 2 tháng 2 ngày trước là con bó rông ở trên nhà trên nhà trên hôm nay chuyển đến nhà dưới đúng không? Vâng, ngày tháng thì nhà trên thì nóng hơn. Hôm nay con làm qua đây con thăm khám và kiểm sức khỏe của ông. Thì ông đi lại này là một thời gian ông tập luyện đi lại là mừng rồi. Nhưng mà kiên trì tập luyện cho con thêm thì chắc là nó sẽ đi thuận hơn. Vâng, con chào ông nhá. Vâng, chúc ông luôn khỏe. Vâng. Mạnh khỏe làm ăn phát tài. Vâng, con cảm ơn. Nhiều người chiến niệm. Vâng, con cảm ơn ạ. Vâng.